Xin chào các bác, chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube của Feng. Hiện tại thì Feng đang ở thôn Nà Lá của xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê. Hôm nay thì Feng xuống thanh toán tiền công thợ xây này đấy, cho bác tương bần đẹp trai đấy. Và thanh toán tiền cung ứng vật liệu cho đơn vị chuyển vật liệu bạn đây. Và cũng thanh toán luôn cả cái tiền cửa, tiền mọi thứ, bởi vì nhà cô Lạ hôm nay là xong rồi. Hôm nay đi cùng Feng có đại diện của bên ủy ban, bạn gì nhỉ, quên rồi, bạn Yến, xin lỗi các bác quên đấy. nhiều bạn có quên, bạn Yến, bí thư đoàn của xã Minh Ngọc, và có chú Sơn đại diện cho gia đình. Hôm nay Feng mời các bác đi vào thăm ngôi nhà. Hôm trước làm xong ngôi nhà ấy, thì còn thừa được cát với cả xi, nên là quyết định đã đổ con cao tốc này đấy, đường cao tốc để đi vào. Bây giờ là cô là đi từ trong kia vào đây là cực kỳ là sạch sẽ rồi. Đấy. Đổ cái này mất lâu không chú? Mất hôm đấy chú gọi cháu vào nhưng mà lại là một buổi. Chục người đấy. Dạ. Thế là hôm nay chú tương bần có hỗ trợ không? Có chứ. À chú phải trực tiếp mà. Thế là trực tiếp vào nhờ gọi người đông làm. Thế là chú tương bần tuyệt vời đấy, là giúp làm nhà xong là đường này là giúp không thôi. Đường giúp không mà. À, không có tiền nong gì cả. Không. Giúp đây. À đây. Đường cao đổ dày lắm các bác này. Là mất một ngày đổ. Thế là hết sạch xi măng cát rồi à? Còn 5 bao. À vẫn còn 5 bao nữa. Ừ. Úi giời, cô Lạ chịu khó thế nhỉ. Chào cô Lạ nhá. Úi giời. Đấy. Cô thấy nhà đẹp chưa? Giờ vậy gì? À cái này kiểu này. Đây các bác, ngoài cái đường cao tốc ra thì đây còn có cái sân nữa. Feng đợt trước là Feng muốn làm cái bán mái nữa, bởi vì chỗ này còn đang thừa là 18 tấm, 15 tấm fibro xi măng ở góc kia kìa. Đây các bác, đấy. Nhưng mà cũng đang chưa có kinh phí, hôm nay thanh toán xong thì sẽ xem là còn thừa không. Đấy, thừa bao nhiêu tiền nữa để mua, có thể mua giường, mua chăn chiếu cho cô ấy. Đây, còn đâu ở bên ngoài các bác, đây, các bác nhìn ngôi nhà là rất là cao này, đấy, sân vào này cao này, đấy, bậc lên xuống này, đấy, này thoải mái, đi không bao giờ bị mưa. Đấy, ngày trước chú bảo không biết có đẹp không? Chú nói kém tốt rồi. Còn chú bảo mới đẹp. Còn đâu cửa của đội làm cửa thì tuyệt vời luôn. Chắc, đấy, không sợ hỏng, đập này nếu mà yếu yếu là nó bung ra, nhưng mà này chắc chắn các bác, này sơn tĩnh điện này, đấy, xong là sơn chống rỉ chống mọt nữa. Thắp bóng điện á, cái đầu muốn là. À bây giờ chưa có điện thôi. Mời các bác xem ở bên ngoài trước. Mùng 5 thì chuyển vào. À thế ạ, vâng. Mùng 5 8 là chuyển nhà. Chuyển chiều 3 vào. Dọn vào. Mùng nay bao nhiêu rồi ạ? 27. À. Chưa sang hàng đám đâu. Thế là hôm nay cũng làm nhà mới một tí đấy ạ. Cũng phải làm cái bàn thờ. Đó. Dọn cho bà vào. Vâng, bởi vì làm có phải bàn thờ thủ công như nhiều. Vâng, đây các bác. Bây giờ mời các bác đi vào ngõ qua đây. Đấy. Đây là khu bếp. Tí nữa mời các bác vào xong bên trong sâu. Bây giờ trước này. Đấy, cái này là cái phần bể phốt. Đấy, và bể phốt thì cái ống ở dưới. Còn cái này là không phải là bể phốt đâu các bác. Cái này là nước thừa. Uống nước thải thôi. Nước thải, nước có nghĩa là nước tắm. Còn ống tắm dưới là xuống bể. Cái... Đúng rồi, ống ở bên dưới thì xuống bể. Ống này thì là nước là chảy nước từ đây. Nước rửa giấy. Rửa giấy trong kia. Đấy. Rửa giấy.
không phải là rửa. Nước rửa bát. Đã rửa được rồi. À, mời các bác vào trong nhà đi. Đi vào cửa chính đi. Chính ra các đội chú tương bần này này, các bác kiểu vữa với cả cát sỏi nó đúng tỷ lệ nên là nền nó không bị cái cát nó sần lên. Pha đúng đúng mát mà. Đúng mát luôn. Đấy trong này thế. Và thở để lắp cửa là chú cho khoan mấy lỗ để lắp cái dây là dọn được và đặt cái giường. Dạ vâng. Là mình mai kia mình đặt cái dây qua để mình bắt màng. Khoan mình mắc dây làm cái móc thì dạ. Căng đặt cái giường thì đây một số chỗ này cũng khoan thì không có tới gì lấy cái vải này làm cái di đô kéo dạ chặt ra rồi đảm bảo. Cô lại đâu rồi, cô về đây vào nghiệm thu nhà của mình, vào nghiệm thu nhà mình này, đẹp chưa? Đẹp. Được chưa? Được rồi. Cảm ơn cũng nhiều đấy. Nhưng mà cô mai kia cô ở chỗ nào? Ngủ chỗ này đúng không? Cùng điên á, có cháu. Chỗ đấy cũng được hoặc chỗ này cũng được này. Chỗ này nắng. Chỗ này tùy lúc giờ. Này không, mình cháu nghĩ là chỗ này này, bởi vì chỗ này là có cái cửa sổ đây này, để kê cái giường ở đây. Còn chỗ này mình làm bàn uống nước ở chỗ này. Cửa sổ đây phù hợp nữa, giường thì đây mới phù hợp này. Vâng, thì cháu bảo trước đây là làm nhà là thiết kế là để cái giường ở đây này. Đấy, thiết kế ở đây giường mới cứ để cửa sổ đây. Còn ở chỗ này là để cái bàn uống nước. Đây, ngồi đây khách uống nước này. Đấy, mời uống nước nha. Đấy, như thế. Cô ngồi thử lên xem nào. Đấy, cô ra đây. Ngồi chả mời uống nước. Không biết ngồi à, phải làm cái bàn. Nhỉ? Hôm nào làm vào nhà mới hôm mùng 5 ấy thì cháu mời thêm các bác ở trên xã nữa. Bác Sáu xuống động viên tinh thần cho vui. Đó. Mùng 5 tháng 8. Mùng 5 tháng 8 thì chú nhớ nhắc lại cho cháu nhé. Thế thì chắc hôm đấy cũng phải làm một ít cơm đây nhỉ. Làm 1-2 mâm cơm đây. Nhà to nhà nhỏ thì mình cũng phải động viên tinh thần nhà nữa. Dạ. Dạ. Đây là khu trên nhà các bác nhé. Bây giờ phải mời các bác xuống khu bếp. Đấy. Thực sự với các bác là chú tương bần này làm được tốt, là không hổ danh là 20 năm đi làm thợ phụ, nay chuyển lên thợ chính ngôi nhà đầu tiên. Là nhờ chú Sơn là mấy hôm nữa giúp cháu điện. Cho cháu xin một dây điện bên này. Cái phần điện đấy chú cho cháu một dây bên này thắp sáng. Và một bóng thắp sáng này cho một ổ cắm để có thể cắm quạt cho mát. Bởi... có một cái bàn điện đấy. Dạ vâng. Cái phần đấy chú giúp cháu nhé. Đó. Còn phần bên này nữa, đây mời các bác xuống xem bếp như này nó hợp lý chưa. Đấy, bây giờ không hợp lý thì cũng bó tay rồi. Nhưng mà bao nhiêu, rất là nhiều các bác nói như này là thực sự nó hợp lý rồi. Đây là cái khu vực mà bếp lò, bầu lò. Chỗ này mai kia bảo cô ấy đổ đất vào đây. Đổ đất, đổ cát dưới này. Xong bắt đầu mới đun. Không cần đất đâu, đổ như thế thôi. Đổ như này nó bung lên chưa? Không bung đâu. Nó bục lên chưa ạ? À, không bung đâu. Chỗ này làm dày. À, làm dày à? Thế thì... nhà chú cũng thế mà, nhà chú cũng làm như thế, cũng đun như thế mà. À, thế ạ? Không bung đâu. À, thế à? Ừ. Nhà chú cũng làm như thế. Không phải đổ đất đâu đúng không? Không. Ừ. Thế thì đặt quả kiềng lên đây là xong rồi. Ừ. Cái khu này thì nhỏ nhỏ thôi, để cô ấy có thể là nếu mà có tiền... Cái bàn này. Cái bàn để đồ đây. Đấy, chặn bát thì để góc này các bác. Một cái chặn bé. Là được. Còn đâu bên này nhà tắm, nhà vệ sinh các bác. Đây, cái khu vực nhà tắm, nhà vệ sinh. À, cái ống mà Phen vừa nói ở ngoài cái chính là cái ống để nước thải kìa. Đấy, ống nước thải. Còn đâu là nhà vệ sinh đây. Đây là cực kỳ đẹp. Đây, chú lang dốc thằng này. Dạ vâng, để cho nó thoát nước. Đổ nước nó trôi xuống đây hết. Dạ vâng. Đấy, cái ống nước thì mấy hôm nữa thì là chú Sơn sẽ cho một cái vòi về đây các bác. Đây, cửa đây. Đấy, cửa này thì hai cửa chính. Đấy, đóng vào là xong, đóng vào là kín mít luôn. Đây là hoàn thiện hết rồi. Là mình cái bây giờ là chú Sơn thấy tất cả mọi thứ là bên đội thợ xây họ làm như này đã được hết chưa để thanh toán? Là thợ làm xong công việc của thợ đúng không? Dạ vâng, là chất lượng là cháu đánh giá thì đảm bảo xong hết rồi. Còn chú thôi sẽ là mái miếc rồi tất cả. Dạ vâng.
Thế chú cháu mình xin phép sang bên kia ngồi thanh toán. Phen hôm nay thanh toán tiền cho cô và cũng là cảm ơn mọi người. Đi. Dạ vâng, bây giờ mời mọi người đi ra để mà thanh toán đã. Thanh toán để xem biết là thiếu hay thừa tiền cát sỏi như nào. Đi. Cô, đi sang đây cùng cháu. Đi. Đi Đức, thợ xây. Đây cô đi lên đây đi. Đi này thì không bị bẩn dép rồi. Cây chám. Tăm, tăm. Tăm. Cây tăm á. Tăm rừng. Bẻ ra ấy, cái ấy ra là nó sẽ to thì bé. À, à, thế à? Thế nó ra. Ừ. Bịt xìa. Thuốc sâu răng ấy. Vót. À. Hả? Thuốc sâu răng ấy. Sao chị biết là nó xé ra là nó vừa to vậy bé đó. Cái giường này của cô nả còn dùng tốt không hả chú? Được, còn dùng được. Ờ, thế thì mình mua cái chăn cái chiếu thôi không ạ? Nào, mời mọi người lên đây đi, cho đội cung ứng vật liệu đâu, mọi người lên đây để thanh toán nào. Đây. Ê, chú Sơn là nóng là ngủ dưới này đây à? Cô lên đây, cô ngồi đây. Ngồi với cháu, chú Tương Bần về đây với cháu. Rất thương ngồi đây. À. Có đồng mà có đồng rồi. Bán sẵn bán đang là đang sẵn gì đây. Mà đây là nhất mà có đồng. Cô ơi cô về đây. Mở hả? Mở cung là cung coi mà cứ mà tiêu bảo là ông cung ứng vật tư mới được tiền nhiều. À. Ôi giời, cô phải quay về đây chứ. Ừ, quay cái đấy về đây thì làm sao mà làm được việc. Đây, thế cho cô ngồi cùng ông Tương Bần. Gần ông Tương Bần. Thanh toán nhà cô nà này là phen hồi hộp nhất. Bởi vì ít tiền các bác ạ. Nó bị âm tiền rất là nhiều. Đấy, hôm đầu thì là cũng đã làm việc với chú Tương Bần rồi. Đó là thợ xây. Thì là công thợ xây là tất tần tật. Đấy, từ A đến Z. Đấy là 13 triệu chú nhỉ. Đó là chú lúc đầu thì các bác bảo là giá như thế là không hợp lý, nhưng mà sau này các bác biết rất là nhiều các bác ủng hộ, bởi vì cái công làm cái ngôi nhà vất vả. Đấy, xong là còn giúp đổ đường rồi làm mọi thứ. Đấy, cô Lả là cũng là người có giúp động được nhiều, sang khuân vác các thứ cũng nhiều chú nhỉ. Vâng. Đấy, đây để phen nè. Cái này thì phen sẽ công khai những cái danh sách này ở trên cái video của Phen để các bác biết. Đó, và bây giờ thì Phen cũng xin phép để đọc qua cho các bác biết một chút. Đó là cô T ở Melbourne là gửi 17.490.000. Đấy, trong số đó là 2.490.000. Nhưng mà cái 2.490.000 hôm trước ấy, là Phen cũng đã nói rồi, cô Phen xin phép cô là cho Phen chuyển lại cho gia đình. À, bởi vì lúc đấy là đang sợ thiếu tiền. Đấy, và cô Nguyệt ở Hà Nội là gửi 300.000. Cô chị Trần Ngô ở Mỹ gửi 2 triệu. Cô Hoàng Kim Cúc gửi 7.855.000, trong đó là cho Phen là 1.855.000 là cho Phen, nhưng mà hôm đấy Phen cũng xin phép là cho Phen gửi lại cho gia đình, bởi vì hôm đấy đang thiếu tiền, là 1.855.000 là Phen gửi lại cho gia đình. Có một cô giấu tên ở Đức gửi 500.000. Anh Nguyễn Văn Hưng ở Hải Phòng là gửi 2 triệu. Cô Mai ở Biên Hòa ở Đồng Nai là gửi 1 triệu. Cô Hòa ở Đà Lạt là gửi 500.000. Cô Hoàng Kim Cúc gửi lần thứ hai là 10 triệu, cho Phen Phen 2 triệu. Thì lần này là Phen xin nhận, bởi vì cô gửi cho Phen là 2 lần. Đó, thì cái số tiền này là Phen xin nhận. Còn cô Hường ở Sài Gòn gửi 1 triệu. Hai cô giấu tên ở Đà Nẵng là gửi 1 triệu nữa. Tổng mà số tiền mà Phen nhận được ấy là 43.645.000. 43.645.000. Đấy, thì là trừ đi 2 triệu mà cô Hoàng Kim Cúc cho Phen lần 2 ấy, thì tổng nhà là còn lại là 41.645.000. Đó. Là số tiền mà gia đình có ấy, là cô là có 41.645.000 để làm cái nhà này. Đấy cô. Chú Sơn nhớ nha chú nhá. Bây giờ đó 41.645.000. Bây giờ Phen xin phép để thanh toán cái tiền vật liệu trước. Đâu cho anh xem nào. Đây, cái tiền vật liệu này thì đây, Phen này thì lúc Phen cũng chụp lên để cho các bác xem rõ. Đấy là
cát xây. Chú Tương Bần xem là quản lý lại xem là đúng vật liệu nó như này không nhá. Chú Sơn nữa nhá. Không đến lúc là ông cung ứng vật liệu đưa nhiều xong là lại không đúng với giờ cái số lượng mình nhận được là không được. Chú Sơn này là phe cũng nhờ để ngay từ đầu là để chuyển cái vật liệu từ đi ngoài vào ấy. Là cát xây là 5 khối. Đấy, đúng chưa chú? Đấy, cát chát là 3 khối, xi măng là 4 tấn, gạch là 3.000 viên. Lúc đầu là 2.500 nhưng sợ không đủ lấy 3.000. Tấm lợp là 60 tấm. Bây giờ là hiện tại vẫn còn thường mười mấy tấm ấy. 15 tấm. Đấy, lóc là có 6 tấm. Đấy, sổm là cái nhà vệ sinh ấy, xí sổm có 1 cái. Cút 90 là 2 cái. Và đinh là 2 đinh 10 là 2 cân. Đấy, ống 90 là 1 cái. Sau đó là đấy là cái phần vật liệu. Đấy thì cát xây là giá 500.000, cát chát là giá 500.000. Còn cái xi măng này là bao nhiêu tiền đây? Mỗi tấn của nó là 1.400.000. 1.400.000 một tấn. Đó. Gạch là 2.200 một viên. Ui, rẻ thế. tấm lợp này là cái tấm fibro xi măng Đông Anh ấy, cái này là 45.000 một tấm. Tấm lóc là 20.000. Xí sổm là 165.000 một cái. Cút là 50.000, đấy, đinh là 25.000 một cân. Là 2 cân là 50.000. Là ống 90 một cái là 70.000 này. Là với cả cửa chính của cái nhà các bác là 1.450.000. Đấy, cửa bếp cũng 1.000.000 là 190.000. Đấy, cửa sổ rẻ. Có mỗi cái chấn xong rồi 150.000. Tổng nhà này hết 22.145.000. 22.145.000 tiền vật liệu. Đây chú Sơn, chú nhìn cho cháu. Đây nha. 22.145.000. Là cô nhá. Cháu trả tiền vật liệu này. Cái này này, cái cát, sỏi, xi măng rồi tất cả mọi cái để làm nhà cho cô ấy. Bây giờ cháu giả cho đội người ta mang đến cho cháu. Cô nhá. Là không lợ lần gì nữa, giả xong là xong. Cô biết đọc không? Cái này khó thế nhỉ? Thằng này ác thật đấy. 22.000.000. 1.000.000 này. 2.000.000 này. 3.000.000 này. 4.000.000 này. 5.000.000 này. 6.000.000 này. 7.000.000 này. 8.000.000 này. 9.000.000 này. 10.000.000 này. 11.000.000 này. Đúng chưa nhỉ? 12 này, 13 này, 14 này, 15 này, 16 này, 17 này, 18 này, 19 này, 20 này, 21 này, 22.000.000. Đó, bây giờ 22.000.000. 145.000 tính sổ là 1 nhá. Đếm lại lần nữa cho chắc. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 chú Sơn. Đây chú nhá, đây chú giúp cháu đại diện gia đình gửi lại cho bạn ấy 22.000.000. 145.000 nữa. Đang không biết có tiền lẻ không. Ai dù. Chỉ to. Không có rồi. 145.000. Nào nhỉ? Bây giờ không có tiền lẻ. 145.000. Em có tiền lẻ ra lại không? Em không. Yeah. Vâng. Em không mang. Được rồi, cái 145.000 này tí. À đây, có 45.000 tạm ứng trước. Còn tí 100 các bác. Đấy. Đấy. 145.000. Đức ơi, có thể đổi anh tờ này không? Ờ. Đi đổi vài cái. Sao chạy sang đổi. 145.000. Đấy, lợ đang đang lợ 100 nhá. May đến lúc gọi đúng 45.000 cất đi nhá, không đến lúc là về ông chủ đòi là anh không biết đâu nhá.
là xong tiền vật liệu rồi nhá. Đấy, 145.000 này. Và của chú Tương Bần 13 triệu chứ nhỉ. 1 này, hộ cháu không nó bay. 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12 này, 13. Ui. Chết. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Trân trọng cảm ơn chú nhá. Cô gửi cho chú. Đấy. Tình cảm thế. Cảm ơn chú Tương rất là nhiều nhá. Thực ra công trình vừa rồi làm là mới đầu thì anh em còn phải suy nghĩ rất là nhiều về cái việc là xây. Đấy, cháu với chú Sơn với bạn Yến này vào ấy là cũng rất là may làm công trình được khoảng tầm 20-30% thì là thấy chú làm rất là tốt. À, tất cả về phần vừa xây vừa giúp rất là nhiều, làm cả con đường này cho. Thì tính ra là giống như đội thợ xây Tùng Bá ấy, là anh em làm xong nhà là giúp rất là nhiều. Cũng mong là thời gian tới ấy, chỗ nhà anh Thủy Tươi ấy. Đấy, quý khán giả các bác có xem được kênh của Feng thì các bác cũng mong các bác giúp đỡ cho gia đình Thủy Tươi có một cái ngôi nhà, thì nếu mà được giúp đỡ thì cháu cũng mong là chú Tương Bần hỗ trợ cháu bên đấy. Vâng, được. Bởi vì gia đình nhà Thủy Tươi ấy là một trong những ngôi nhà cực kỳ khó khăn. Lần trước Feng với bạn Bí Thư với mọi người cũng đã đến rồi, nhưng mà thực sự với các bác là từ hôm trước Feng tới là cũng chưa nhận được thêm tin gì vui từ gia đình. Rất là mong muốn là có thể là giúp được cho gia đình. Đợi Feng một chút. Đây là vật liệu là 22 triệu 145. 1, 2, 3. Ok. Đó, ai hết lợ nhá. Chờ lâu quá. 22 triệu 145 này. Còn đâu chú Tương Bần là 13 triệu 1, 2, 3. 1, 2, 3. Đó. Đây, để cháu. Ui. Chờ xem nào. 22 1 45 cộng với 13 đúng không? Là 35. 35 là 145 là 37, 30 là tổng số tiền hiện tại ấy là 22.145.000 là tiền vật liệu xây dựng này, cộng với 13 triệu là tiền công của chú Tương Bần này, là 35.145.000 cộng với cả 2 triệu là cô Hoàng Kim Cúc cho Feng là 37.145.000, mà tổng số tiền mà Feng nhận được ấy là 43 triệu là 645.000. Hiện tại là gia đình còn 6.500.000. Đó, vẫn may vẫn thừa các bác. Đấy. Là 6.500.000. Cái hai cái phần mà cái ô vàng vàng ấy Feng để gạch vàng đấy là Feng không cộng vào, bởi vì Feng để ra đấy để các bác biết thôi. Còn đâu số tiền đấy là Feng không cộng vào. Bây giờ còn 6.500.000. Đấy, 6.500.000 này cháu muốn làm cái bán mái. Đấy, giường của cô có rồi. Là mua cái chạn bát này, mua cho cô một cái chạn bát để bát đũa, có thể là mua thêm một ít bát, mua cho cái chạn bát với cả giường của cô thì được rồi, mua cho cô cái chiếu, cái chăn, cái màn đó, với cả làm cái bàn mái này. Bây giờ bàn mái này chú Tương Bần làm cho cháu hết bao tiền đấy, công cho cháu là bây giờ cần phải lấy mấy cái sắt nữa chú? Chắc thì nếu mà ấy thì chú khắc đi lấy sắt về chú làm cho. Là chú tính tiền sắt rồi tính tiền cùng tí là được. Ờ à, được, thế thì chú giúp cháu nha. Tí rồi nhá, không tiền nhiều tí không đủ tí là hết tiền mua giường đấy, à mua chạn bát đấy, mới là mua chiếu. Đủ, chú cũng lấy ít thôi. Tính nó tầm là bao nhiêu á? Dạ. Bây giờ vẫn còn 6 triệu rưỡi thì ba cái cột sắt. Cột sắt để cho mái lên. Sắt này chú là không làm cột, chú làm về thôi. Dạ vâng. Làm về làm một hàng lô làm. Cứ làm nào mà làm cho nó chắc rồi. Bão khoảng tầm cấp 7, cấp 8, cấp 12 mà không bay được là được. Thôi chú làm phải chắc. Vẫn còn thừa tấm fibro xi măng mà. Vâng.
Thì hiện tại là nhà cô Lả là cần một cô có cái giường, phen cũng thấy nó có một chắc ấy, thì là tận dụng cái giường lại, xong đó là mua cho cô cái chăn, cái chiếu. Đấy, xong đó là chuyển cô sang bên kia thì đang bảo nhiều. Vâng. Thì nhà này thì phen tạm thời xin phép là chưa sơn. Bởi vì để phen sắm đồ trong nhà đã cô không có. Tính nhà sơn thì chắc chỉ mỗi khoảng 4 thùng thôi mà là đủ. Thì bây giờ là đang là mua, ưu tiên là mua cái chạn bát. Đấy, có thể mua cho cô ít bát đũa. Đấy, với cả cái chăn chiếu. Thế được rồi. Thế hiện tại phen giữ lại 6.500.000 các bác nhá. Chú Tương Bần khẩn cấp cấp tốc cho cháu làm cái mái đến trước ngày mùng 5 tháng 8 tháng 8 âm nhỉ. Là chú cháu mình vào nhà mới là có. Chú làm kịp. Dạ vâng. Mai tiến hành làm luôn là xong rồi. Đây thế mạnh dạn là cháu biếu chú 200.000 uống nước. Đây tiền của cháu. Cảm ơn chú rất là nhiều. Vâng. Là... Mai chú tiến hành chú đi mua sắt về làm luôn. Dạ vâng. Bởi vì hôm trước bảo là mấy anh em thợ xây vào ấy thì phen đến cũng vội ấy, chưa mua được chai nước nào cho chú ấy. Vâng. Thì đây là cái tiền cháu cũng chẳng có nhiều ấy. Vâng. Cháu 5 tháng 8 là thứ 3 tuần sau. Thế thoải mái. Thoải mái chú làm hai ngày xong rồi. Dạ vâng. Thế thì chú Sơn giúp cháu cái việc là ấy nhá, là kết hợp với cả chú Tương Bần để làm cho cháu cái bàn mái trước cho sạch. Thế nhà cô là đẹp như trong tranh rồi ấy, đẹp như tranh vẽ rồi. Giờ không sợ mưa gió rồi. Đã. Thế các bác thì phe sẽ công khai cái số tiền ở cái danh sách này ở trên video để các bác xem. Thì qua đây thì phe cũng xin được trân trọng cảm ơn quý khán giả, trân trọng cảm ơn các mạnh thường quân đã giúp cho nhà cô Nả có một cái ngôi nhà đến thời điểm hiện tại. Thì từ giờ đến lúc cô ấy về già không phải no đến cái việc là nhà bị đổ nữa, không no đến cái việc là mưa gió hắt vào trong nhà, hoặc là nói xin lỗi các bác là đi vệ sinh ở ngoài nữa, tắm rửa thì cũng không phải sợ cái chỗ không có tắm rửa nữa. Cái chỗ mà các bác bảo làm cửa nhà vệ sinh ấy, thì phe đang tạm xin phép là sau này là có thể là sẽ làm. Hiện tại là phe ưu tiên là làm những cái đồ dùng trong nhà trước, với cả cái bàn mái cho đỡ lắng đỡ mưa. Đó, số tiền nó không còn nhiều. Phe trân trọng là cảm ơn các bác đã giúp rất là nhiều cho ngôi nhà. Đấy. Mỗi một ngôi nhà như này thì thay đổi được cuộc sống của họ ấy. Họ ấy yên tâm là không phải là sợ mưa gió nữa, và cũng mong muốn, thực sự mong muốn là gia đình nhà Thủy Tươi, chính là cái ngôi nhà vợ thì là bị tâm thần, bị động kinh, bị đơ đơ ấy, mà có 4 người con, sau đó là mất 3 người, hiện tại chỉ còn 1 người thôi. Chồng thì là cũng không phải là người bình thường, cũng là người cực kỳ là khó khăn trong cuộc sống. Mong là các bác, các mạnh thường quân giúp cho gia đình đó có một căn nhà tình thương, để sau này thì nhờ bác Tương Bần sang làm, trao cho họ một ngôi nhà để họ có cuộc sống là ổn định hơn. Bây giờ hai vợ chồng kiếm ăn không đủ thì không thể nghĩ đến việc xây nhà hoặc là làm được ngôi nhà khác. Đó là trân trọng cảm ơn. Nếu mà được sự giúp đỡ từ các bác thì Vang sẽ mời các bác ở bên chính quyền địa phương, bên xã thì, đến để cùng nhau là để làm ngôi nhà, cùng khởi công, cùng đi chuyển vật liệu, làm tất cả các công trình với bà con nhân dân. Cuối cùng nữa thì Vang xin được trân trọng cảm ơn khán giả. Hẹn gặp các bác ở những video tiếp theo trên kênh của Phen. Phen xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin chào các bác.